Vậy yeah. 啊。<sighs> dư thích cao lên Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 23 tháng 7 2019 âm lịch. Chúng ta tiếp tục học tập. Một câu A Di Đà Phật. niệm đến cùng. Học đến tập 142. chúng ta niệm Phật mỗi ngày Chỗ quan trọng nhất là Nhìn nhận vấn đề Một đời này hướng đến chỗ giải thoát Hướng đến chỗ giải thoát thì Chỗ quan trọng kế tiếp là Gầy dựng tính tâm cho chắc Phải nhớ mỗi ngày dù niệm Phật thiệt là nhiều Nhưng nếu chúng ta không gây dựng được tính tâm mình chắc chắn Thì khi chúng ta gặp những cảnh duyên chắc chở của cuộc đời này Thì rất dễ bỏ vật pháp Nên người niệm Phật phải nhớ là Gầy dựng tính tâm vững chắc Thời gian tuổi thọ của mình Chỉ có mấy chục năm Mỗi một ngày qua đi Thì Ấn Tổ nhắc chúng ta là cận kề với phần mộ không có được buông thả giải đãi một ngày và chúng ta cũng không biết rằng ngày nay chúng ta có sống hết một ngày hay không nói lên như vậy không phải là bi quan trong cuộc sống mà là để thúc đẩy mình không được buông thả giải đải nghĩ rằng mình còn nhiều thời gian rất là nhiều người suy nghĩ mình còn khỏe để từ từ khi thọ mạng đến thì chúng ta chở tay không kịp nên người niệm phật nhớ rằng gầy dựng tín nguyện an định tâm trụ xứ một nơi niệm phật là chỗ rất quan trọng người mà niệm phật nhiều năm mà thích đi chỗ này đi chỗ kia là không có tính tài lời này ai dạy ấn tổ dạy đệ tử quy y đến đảnh lễ ấn tổ ấn tổ hỏi đến đây đi làm gì con đi thăm thầy thì ấn tổ nói rằng về mà lo niệm phật phương pháp niệm phật ta đã chỉ rồi về nhà cố gắng lo niệm Phật Làm tròn trách nhiệm gia đình của mình đi Từ ngay chỗ này thì quý vị phải biết rằng là Gây dựng tín nguyện an định tâm mình Chủ xứ một nơi nhất tâm niệm Phật Cầu sanh cực đạt là chỗ quan trọng Ngoại duyên có tốt cỡ nào Cũng nên cắt Không tiếp nó Thì đời này Phần giảng sanh Mới chắc chắn Nhìn thấy ngoại duyên vô cùng tốt Cũng phát tâm từ bi Lao theo nó Nhưng quên đi Mình là ai Mình phải là người ở thế giới cực lạc xuống hay không? Hay là Bồ Tát địa tạng thị hiện? Hay là Bồ Tát quán thế âm thị hiện? Nếu chúng ta là các vị đó thì cứ phát tâm từ bi lao theo ngoại duyên không sao. Còn nếu hiện tại chúng ta không biết mình từ đâu đến, như vậy thì nên an định tâm ở một nơi mà lo niệm Phật đi. Nếu không coi chừng Khi thọ mạng đến Hoặc sự việc gì đến ấy chúng ta bất tử Chúng ta sẽ chớ vớ đây Có một người đến gặp những Đức Họ nói rằng Có nhiều người có điều kiện Biết có môn tịnh độ Họ đi khắp nơi để niệm Phật Qua nước ngoài khổng tu với Hội chúng ở nước ngoài, nước này, nước kia Họ nói tu như vậy Mới là đẳng cấp của Phật Pháp Lúc những đức nghe như vậy Thì cái miệng những đức cứ nhét môi Ai di đạo Phật, ai di đạo Phật Ai di đạo Phật, ai di đạo Phật Và trong lòng mình nói rằng Có ai đẳng cấp bằng Hòa Thượng Hải Hiền Cả cuộc đời của người ta lam lũ trồng ruộng rẫy niệm Phật Gặp cảnh ngộ gì người ta cũng niệm Phật Lúc còn xin tiền không có tiếng tâm gì Là một người niệm Phật bình thường khi giảng sanh thì để lỡ toàn thân xá lợi đại lão hòa thượng thịnh không nổi tiếng khắp nơi trên thế giới nói rằng tôi học theo hòa thượng hải hiền tôi xin bái hòa thượng hải hiền làm thầy như vậy thì quý vị ngồi suy nghĩ ai là bậc đẳng cấp hôm nay gặp được phật pháp hướng theo ngoại duyên chạy đôn chạy đáo không chịu cố gắng niệm phật Muốn làm chuyện cao xa cho rằng mình là người tu hành đẳng cấp Khi thọ mạng đến bất tử Thì có chừng tam đồ ác đạo có phần cho bạn đó Còn nếu chịu lão thật niệm Phật học như Hòa Thượng Hải Hiền Thì cơ hội giải thoát vô cùng cao trong lòng của những đức Bây giờ những đức nghĩ rằng tất cả các ngoại viên tốt cỡ nào đi chăng nữa những đức cũng cảm thấy rằng không quan trọng bằng niệm Phật. Nên những đức nói rằng một số vị đến gặp những đức mà rủ những đức chương trình này, chương trình kia ở bên ngoài. Những đức mong quý vị có thể giúp những đức một chút. Gặp nhau có thể nói về niệm Phật. Còn gặp nhau mà rủ nhau những việc ở ngoại duyên Thì xin đừng nói Vì nói mà không làm Thì mai mốt gặp nhau nữa rất là kỳ cục Thà chúng ta gặp nhau nói về niệm Phật Còn riêng những đức nhất định Sẽ không hướng đến ngoại duyên mà làm gì hết Nhân duyên ở chùa này là do có duyên Lúc nào hết duyên nhất định sẽ nghĩ Vì sao? Vì chỗ giải quyết vấn đề sanh tử tôi chưa làm được Nhưng hôm nay cắt ngang mà nghĩ Như vậy thì là không đúng Nên chân thật mà làm Khi nhân viên hết nhất định sẽ buông xuống Không dính cái gì cả Tiệc không bao giờ có tình cảm với người nào Mà dính mắt hết Buồn xuống hết Quyết chí đời này Chỉ có một tiêu niệm Phật Cầu sanh cực lạc Còn hiện tại còn sống thì phải giúp đỡ lo lắng cho nhau Vì cùng có duyên ở chung với nhà Chân thật mà lạ Mình mỗi ngày mình cứ phiên chân thật Người nào làm không làm thì thôi Nhưng đừng bao giờ làm điều không phải trong ngôi tam bảo ở đây Như vậy thì được rồi Quý vị cứ lên chánh điện tu hai thờ đó Quý vị nghiêu ngao ngủ gà ngủ gặt gì kệ Không để ý đến Chỉ cần lên là được rồi Còn ngoài ra Đừng nên phá quy củ trong đây Thì quý vị sẽ tồn tại Cứ ở Chừng nào hết phước thì tự đi Còn mình khuyên mỗi ngày cứ chân thật một khuyên Những đức thấy rằng niệm Phật tốt nhất Không có ngoại duyên nào tốt bằng niệm Phật Chắc chắn là như vậy Nếu chạy theo ngoại duyên Đời này sẽ không được giải thoát Nhìn thì giống như làm chuyện cao xa Nhưng thật sự đời này không giải thoát quý vị chờ coi. Những người có điều kiện tu hành, nhìn làm chuyện cao xa, hộ trì bao nhiêu người cuối cùng bỏ đạo. Vì sao? Vì mỗi ngày không dụng công, bạn chỉ tạo phước hữu lậu mà thôi. Bạn không có cơ hội giải thoát đâu. Đi đến đạo tràng nếu không nghe giáo pháp, không chịu tu hành, ngồi tụm ba tụm bảy bàn chuyện thiên hạ, bàn chuyện này chuyện kia, cuối cùng bạn đi vào tam đồ ác đạo đó. Đừng có nói rằng đời này được giải thoát Rất là nhiều người thích đi như vậy Không công phu niệm Phật Thì phải hướng đến trần cảnh mà thôi Gặp được pháp môn tịnh độ này Nếu như mà ngoại duyên không nhiều Không quen biết nhiều Thì thời gian niệm Phật rất nhiều Bạn quen biết nhiều Phật sự nhiều Thì bạn cơ hội trong tam đồ ác đạo nhiều chắc chắn là như vậy hòa thượng hải hiền không có ngoại duyên mỗi ngày lam lũ gọi là nông tịnh song tu ngài mới thành tựu lớn như vậy quý vị coi thời đại hôm nay có nhiều người làm chuyện cao xa bằng chờ nhưng cuối cùng đi đâu tam đồ ác đạo khi chết thì vất vả vô cùng bạn có được cái phước hữu lậu được người ta khen được có vật chất hưởng thụ có người chăm lo như vậy thì bạn xài hết rồi còn không có công phu niệm phật thì bạn đi vào tam đồ ác đạo khi ra khỏi tam đồ ác đạo thì mang long đội sừng mà trả người ta tiếp tục vì sao vì thiếu nợ chúng sanh phải nhớ đó cẩn thận khi những đức nói lên những công đoạn này những người nào quý vị có cơ duyên niệm phật nên chân thật mà niệm phật đi buông xuống đi quý vị có thể ngồi lắng động tâm lại bự mấy hai chục năm nay làm bao nhiêu việc ngồi bình tĩnh suy nghĩ ta có được giảng sanh hay không tiêu chuẩn giảng sanh là gì tính nguyện ta có tính nguyện vững chắc hay không tính nguyện vững chắc kiểm vào chỗ nào gặp cảnh ngộ khi gặp cảnh ngộ chúng ta có giữ được con Phật hiệu hay không khi gặp cảnh ngộ chúng ta có than thở hay không còn nếu mười mấy năm nay tu hành phơ phớ Chưa gặp cảnh ngộ gì Như vậy thì chưa tin Nên những vị mà trưởng ban đạo tràng phải nhớ Cố gắng mà dụng công niệm Phật Để hướng người ta niệm Phật Như vậy thì đúng Còn nếu không có duyên làm thì buông xuống hết Mỗi ngày với công việc gì đó Mình làm đơn giản rồi niệm Phật Đây là người có mục tiêu giải thoát không có bài bố rộng ra nữa. Để làm chuyện cao xa thì con đường giải thoát của mình sẽ khó khăn. Khó khăn đó. Chúng ta ngồi suy nghĩ cho thiệt kỹ, chính mình chưa giải quyết vấn đề sanh tử làm sao giúp cho người khác được đây? Làm sao giúp cho người khác được quý vị? Nếu không dụng công niệm Phật thì làm sao trở thành người lão thật niệm Phật được? Nên cả cuộc đời sẽ học tập một câu ai với Đạo Phật niệm đến cùng Để nhắc nhở mình là cả cuộc đời này niệm một câu Phật hiệu Quý vị đợi tới tuổi già tu à Dễ hay không? Những đức hướng dẫn nhiều cụ già Không nói về những người bên ngoài Nói về người trong chùa thôi tuy mỗi ngày các cụ ngồi nghe như vậy nhưng lâu lâu thì có một cụ như cách nay mấy ngày con của bà cụ có hai người đến thăm mẹ và gặp những đức xin cho bà cụ về nhà vài ngày chữa bệnh gì đó những đức nói rằng ở đây các cụ bị bệnh chút đỉnh vì tuổi già già ai mà không bệnh anh chị mai mốt già còn chưa chắc khỏe bằng mẹ anh chị nha khi các cụ có bệnh cũng đưa các cụ đi khám đã có tâm ở trong đây thì như tất cả mọi người rồi những đức nói rằng là anh chị cứ gặp bà cụ nói bà cụ rằng con muốn báo hiếu cho mẹ mẹ bây giờ tuổi cũng già rồi cũng biết niệm phật rồi thôi mẹ ơi mẹ cứ về nhà sống với chúng con chúng con sẽ làm một cái bằng thờ ở nhà cho mẹ mỗi ngày lên niệm phật để chúng con có được cái nhân viên báo hiếu cho mẹ tuổi già bổn phận làm con á thì mẹ ở đây cũng vui khỏe thì con cũng mừng nhưng mà nếu chúng con mà không phụng dưỡng cha mẹ thì không có thể nào mà dạy con cái của con được nên mẹ cứ xin thầy đi bây giờ mẹ cũng biết niệm phật rồi về nhà con sẽ tạo điều kiện cho mẹ tu rồi chúng con gần gũi phụng dưỡng cho mẹ biết nói như vậy hay không còn điều thứ hai là con cũng có cái tâm này mà mẹ quyết định ở đây thì cũng được Thôi lâu lâu con vô con thăm mẹ Vậy thì mẹ cứ giữ cái quy củ ở trong chùa đi Quyết tâm ở trong chùa niệm Phật nghe mẹ Đó là hai điều mình không nên bắt ép cha mẹ Mà ai bắt ép được mấy bà già Là do mấy bà niệm Phật mà tâm mấy bà không có tính nguyện Niệm Phật mà tâm không có tính nguyện thì con cái nó nói với bà cụ như thế nào đó bà cụ đến gặp những đức bà nói rằng thầy thầy mấy đứa con con nói rằng nó kêu con về mà con không chịu về mà nó nói rằng nếu mà con không về là nó đi đến chùa nó quậy chùa này đó trong lòng những đức nói rằng nó có bao nhiêu phước mà nó đi đến đây quậy mà nó lấy cái gì nó quậy cái chùa này Mẹ của nó người ta nuôi cho mấy năm Không thấy giác cái mặt đến Lâu lâu giác cái mặt đến Một lần mà muốn đến đây quậy Chắc nó nói mấy ông thầy chùa ở đây Ba chợ không có gì quá à. Mấy ông thầy chùa ở đây Ngày xưa mấy ông cũng không phải là người bình thường đâu đó Cũng không phải là người không biết lực đâu đó Nói đùa Nó bước vô đây là nó gung chân hết rồi Nhưng tại ai? Tại do mấy bà không có biết Cái tủ già của mấy bà Là sắp sửa xuống lỗ rồi Mà còn không biết lo Con đường giải thoát Là do ái nhiễm con Chứ không phải là Cái chuyện mà nó dẫn đi được Mà là do ái nhiễm nó Nó cầm cái dây đến Nó cuột vô cần cổ nó kéo đi Vậy mà đấu thừa nó Sợ quậy chùa Ôi à, ơi, ơi. Cái chuyện đó hình như là những đứa không có một cái tí ti Mà những đứa lo nữa Cái bà lo làm chi Nên từ nơi đó là do chỗ nào Là do không có biết tính nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc là chỗ quan trọng Để giải quyết vấn đề sanh tử trầm lưng Của vô lượng kiếp bản thân mình Đã chịu cảnh khổ đau mình không hiểu Nên từ nơi đó mà bị ngoại duyên tình ái nhiễm buộc ràng lôi kéo tại mình mà đổ tội do người Nếu mình nhìn nhận rằng những đứa con của mình Nó không hiểu đạo gì Về nhà ở với nó cũng như là Chui đầu vào rọ Như vậy hiểu rồi Thì chân thật ở đây niệm Phật thì gọi là tính nguyện trì danh cầu sanh cực lạc <laughs> Nên những người trẻ tuổi Thì nghĩ rằng ta còn trẻ Cố gắng từ từ Cố gắng bây giờ đi có chồng, có vợ Lòi ra vài đứa con Để mai mốt rồi sau này từ từ tu Ừ tu Tu hú Quý vị biết rằng Tới tuổi già này Hiểu rồi mới nuôi người già đó Nếu không cầu danh Cầu tiếng Mà nuôi người già là hiểu Nói cái hiểu cho quý vị nghe nè Điều thứ nhất là lo cho người già biết rằng tới tuổi già rồi cái trí khó tiếp nổi Phật pháp gọi là tính nguyện nhưng mà vẫn lo cho người già hết tình hết nghĩa và phiên lên là do gì mình nhìn thấy nhờ có các cụ già mà chúng ta có thể phát tâm không phải cầu phước từ các cụ mà nhờ từ ngay các cụ nhìn thấy như vậy mà chúng ta vẫn thương yêu nhờ có các cụ mà chúng ta có thể phát tâm từ là chính mình có thể phát tâm và giúp được mình được giải thoát từ ngay chỗ này mà hết lòng làm là mục tiêu giải thoát còn hướng dẫn người mù quý vị suy nghĩ tại sao có thể nhiệt tình làm như vậy vì hiểu vì sao hiểu hiểu cái gì hiểu ngay cái chỗ là nhờ có người mù mà ta có thể phát tâm được được hay không ai mà đi cầu danh cầu tiếng cầu tiền gì ngay người mù việc này là ít người làm nhưng biết gieo chủng tử cho người là chỗ quan trọng một câu phật hiệu qua tay thì chồng bồ đề muôn thở hiểu được chỗ này thì nên hết lòng mà giúp họ còn chúng ta quay lại cho mình là nhờ có họ mà ta phát bồ đề tâm được nên công đức là từ ngay cái chỗ là chúng ta phát bồ đề phát bồ đề tâm được còn nếu như chúng ta không làm chỗ này thì làm sao mà có cơ hội phát bồ đề tâm muốn phát bồ đề tâm vững chắc nên nhiệt tình làm chỗ này không phải là hướng đến chỗ họ họ đời này được giảng sanh không phải mà là chúng ta hướng chúng ta đời này giảng sanh nên chúng ta làm chỗ này là để phát bồ đề tâm mình thôi chứ không phải rằng suy nghĩ rằng là họ có thể được giảng sanh nếu quý vị đều suy nghĩ họ là người được giảng sanh thì quý vị phiền não chết được đó Còn nếu như quý vị suy nghĩ Quý vị là người phải giảng sanh Nhờ họ giúp cho quý vị được giảng sanh Như vậy thì quý vị sẽ không phiền não với họ Nếu người làm việc này Phải quay cái tâm như vậy Thì mới làm được Phải nhớ đó Thí dụ như chúng ta giúp một người Mà vô cùng là nghiêm túc như vậy Thì chuyện này là nhất định là bình thường rồi Người này rất giỏi, rất nghiêm túc là bình thường rồi Còn giúp một số người lạ hoạn Mà vẫn giúp nói mỏi hơn mệt ốc như vậy mà cũng vẫn làm như vậy thì là phải hiểu hiểu mới làm được còn nếu không là nhất định là không ai làm hết vì người ta sẽ nói rằng có kết quả gì đâu mà làm không có kết quả gì mà làm cái gì nhưng họ quên đi cái kết quả đó là ai cái kết quả đó là ai kết quả đó là mình họ quên đi mình mới là cái kết quả mà luôn luôn làm cái việc này đều là nghĩ kết quả là người kia không phải không phải là người kia mà là mình cái câu mà ấn tổ nhắc nhở mình là xem chúng sanh là bồ tát ta chỉ là phàm phu là cái gì là mình hiện tại chưa được giải thoát chưa được giải thoát ta vẫn là phàm phu ta không biết người đó là ai từ nơi đó thì ta là phàm phu nên ta phải chọn cái hướng giải thoát muốn được giải thoát thì phải phát tâm từ bi với những chúng sanh mà hiện tại họ đang sai lầm mà chúng ta có thể giúp được họ đây có thể gọi là phát tâm từ bi phát bộ đề tâm niệm phật và hướng đến chỗ giải thoát đó phải nhớ nên đó, những cái việc làm này nếu quý vị không hiểu nhất định không làm còn mình ngồi mình nói như vậy là khuyên nhau ai hiểu thì tự nhiên sẽ hướng đến chỗ giải thoát bây giờ các cụ suy nghĩ tuổi già như các cụ rồi các cụ còn mấy năm hơn nữa mà các cụ không chịu lo niệm Phật Thí dụ như mình đi vô chùa tu 3, 4, năm Là do cái tâm mình muốn chạy ra ngoài Nên đứa con nó lỡ nó nhích nhẹ Cái là nó chạy mất tiêu rồi Đó Nên có nhiều người hướng đến hương linh Mà cầu siêu thoát cho hương linh Quý vị làm việc gì vậy Quý vị làm việc gì vậy Hỏi lại đi Làm sao mà siêu thoát cho hương linh Quý vị còn chưa siêu thoát làm sao siêu thoát cho Hương Linh? Nên những đức nói rằng quý vị chỉ cần lão thật niệm Phật là mỗi ngày đang cầu siêu cho Hương Linh đó. Còn nếu như quý vị hướng đến cái chỗ Hương Linh để cầu siêu cho họ, như vậy thì quý vị đang hướng ngoại tìm cầu được hay không? Phật pháp là hướng nội. Chứ không phải hướng ngoại. Cầu pháp cũng là hướng nội chứ không phải hướng ngoại. Người tu bây giờ phần nhiều chúng ta đều là hướng ngoại, không hướng nội không chịu hướng nội mà tu thì làm sao thành công đi đầu này đi đầu kia để cầu siêu thoát cho người trong khi mình buông ra thì mình là phàm tục mà lấy cái gì siêu thoát cho người ta nên mới nói là phật pháp hướng nội hướng chính mình nhìn thấu buông xuống bao nhiêu thì cầu siêu cho người ta bao nhiêu còn mình không nhìn thấu buông xuống như vậy thì lấy cái gì cầu siêu cho người ta ngồi suy nghĩ đi đó nên hướng nội là hướng mình niệm Phật Hôm qua gặp một cái chú này Ông niệm Phật Ông gặp như Đức nói nè Thầy con niệm Phật rất là nhiều Mà tự nhiên ngay cái chán của con Nó nặng vô cùng Và nó có một cái gì thu gom Lại thấy nó nó nặng nề chứ ngay cái chán lắm thầy Bây giờ con phải làm sao thầy Những Đức nói Thả lỏng câu vật hiệu ra mà niệm Đừng có nên ép mình một lúc mà hai ba hướng thì nó nặng nề lắm Có vật hiệu niệm khỏe lắm, không có cực đâu Có nhiều người thì niệm rất cực Là do họ muốn nhiếp tâm, nên rất cực Còn nếu như quý vị thả lỏng, thoải mái mà niệm có vật hiệu này thì tuyệt lắm Ai dưới đạo Phật, ai dưới đạo Phật Ai dưới đạo Phật, ai dưới đạo Phật Ai dưới đạo Phật, ai dưới đạo Phật Mà cái chỗ đặc biệt nhất của quý vị mà niệm được lâu dài là dùng cách gì? Kim can trì Kim can trì là niệm nhiều nhất Động môi không ra tiếng Có những chỗ niệm ra tiếng là gì mọi người Nhưng chỗ mà niệm Phật nhiều nhất Lâu dài nhất, khỏe nhất là gì Kim can trì Dùng cách động môi sẽ không bỏ câu Phật hiệu Còn mặc niệm, mặc niệm bạn không đủ năng lực đó đâu Mặc niệm là niệm trong tâm Bạn không đủ năng lực để niệm cách đó vì bạn sẽ bỏ câu Phật hiệu bị ngoại cảnh lôi kéo còn dùng cách kim can trì là miệng động ai sẽ đạo Phật ai sẽ đạo Phật ai sẽ đạo Phật ai sẽ đạo Phật đây là những đức niệm để cho quý vị nghe đó còn kim can trì chỉ có động môi thôi môi chỉ có động và chúng ta biết rõ là mình đang niệm Phật cứ dùng cách này mà niệm thì niệm rất rất là lâu dài dù là ngồi rất là đông người người ta đang nói chuyện Nhưng quý vị vẫn niệm Phật được Vì sao? Vì kim can trì là miệng động Động nhẹ 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 Lưỡi bên trong thì đánh câu Phật hiệu niệm rất rõ ràng Miệng bên ngoài môi thì chỉ có nhép nhép nhẹ nhẹ Chúng ta là người niệm Phật Mà sợ cái gì người khác nhìn mình lạ quá Người này lúc nào cũng nhép miệng Chúng ta niệm Phật mà còn cái tâm như vậy Thì làm sao niệm Phật được Ta cứ lo niệm Phật cái chuyện của mình Còn người khác nhìn mình kệ họ còn nếu chúng ta nhét môi mà còn sợ người khác nhìn, kỳ quá như vậy thì bạn thật sự bạn không có tâm giải thoát. Nếu bạn thật sự có tâm giải thoát thì bạn cứ nhét môi. Cứ nhét môi mà niệm Phật, tôi niệm Phật chứ tôi có chửi ai đâu mà sợ. Tôi đang niệm Phật mà. Nếu lúc nào tôi cũng vui như vậy người ta sẽ làm theo. Phải nhớ. Quý vị biết rằng thói quen của chúng ta là thói quen gì? Dục vọng, tiền tài, ăn ngủ đây gọi là ngũ dục đây là thói quen của nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta như vậy thì chúng ta đã hiểu rồi nhiều đời nhiều kiếp mê vào ngũ dục nên trầm lưng không có ngày ra tại sao bây giờ chúng ta không tập quen lại cái thứ khác chúng ta tập quen là thứ ai với đà phở nhiều đời nhiều kiếp là quen ngủ dục Thì chầm lưng không có ngày ra Bây giờ thì chúng ta tập lại thói quen khác Đó là thói quen gì? Niệm A-di-đà Phật <laughs> Tập thói quen lại Đó là niệm A-di-đà Phật Thí dụ chúng ta ở trong đây tu Có người thân cùng tu trong đây Chúng ta thấy người thân của mình Thì chúng ta biết rồi tu được hay không biết rồi tự chúng ta có thể biết thì mình lo tu vì sao vì mình phải gây những cái lực để không bị họ kéo mình gây những cái lực của mình để không bị họ kéo mình ra ngoài Một cái ông, một cái bà này mà cứ giờ chỗ hoài Có nghĩa là tu không được Tu không được là bị cái gì? Là bị ngoại duyên Buộc ràng nên tu thời gian là muốn chạy ra Nhìn là biết rồi từ ngay chỗ này khi quý vị có người thân tu bên cạnh Quý vị biết chỗ đó Thì quý vị phải dụng công cho chắc Để không bị cái lực của họ kéo mình đi Như vậy thì quý vị mới là người có trí tuệ còn nếu như quý vị không hiểu quý vị sẽ bị một ngày nào họ kéo quý vị đi đó cho mà biết nên mình mà được ở trong chùa đó là phước duyên lắm rồi bây giờ chạy ra bên ngoài bị coi đi ngào ngán lắm rất là ngao ngán mỗi ngày làm sao mà có được những cảnh thanh bình như vậy sống Xe cộ ồn náo Đua tranh hơn thua đủ chuyện Mua gánh bán bưng Nói lờ cao thấp đủ chuyện Để hơn thua Đó là cảnh trần mà làm sao tránh khỏi Chúng ta mỗi ngày được sống bình yên như vậy Để niệm Phật là thấy đủ duyên lắm rồi Phải nhớ Nhiều đời nhiều kiếp Nó đã quen về ngũ dục Thì đừng tạo thêm nữa Bây giờ nên tạo cái chỗ niệm Phật cho tốt đi Niệm Phật tốt là niệm như thế nào thầy? Ai di đạo Phật, 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 ai di đạo, đạo Phật Không có gì chứ Hỏi thầy niệm lâu như vậy công phu gì? Không có công phu gì hết á, hát cho Phật nghe được không? Mỗi ngày tôi niệm dởm hát cho Phật nghe đó Mà Phật cũng không cần nghe nên giỏi lại là tôi nghe hát lâu ngày thành quen bài hát này còn bạn thì ghê gớm lắm bạn phải có âm có điệu có giọng đồ làm ghê gớm lắm niệm phật không có gì ghê gớm cả niệm phật là chỗ bình thường đi vào phi thường là từ bình thường bước vào phi thường niệm phật rất bình thường ngồi đâu đứng đâu nằm đâu ở đâu cũng niệm phật được Tùy vào lúc đó chúng ta niệm Niệm Phật gọi là gì? Là sống động Một ngày niệm Phật Cả ngày niệm Phật Sống để niệm Phật Niệm Phật để mà sống Như vậy thì tuyệt Câu Phật hiệu này là Đại Pháp Vị Nếu quý vị là người thật sự niệm Phật được Nhất định quý vị sẽ an lạc vô cùng Giọng tưởng cũng an lạc Niệm Phật được rồi Giọng tưởng cũng an lạc Bạn nói rằng tôi phải niệm nhiếp tâm coi chừng bạn bị điên đó đức thần kinh đó bạn nói bạn muốn niệm phật á, thanh tịnh tâm mà chừng nào thanh tịnh tâm bạn có niệm tốt đi chừng nào bạn niệm phật thoải mái bạn không còn suy nghĩ về cảnh trần hoặc là vọng tưởng đến hay đi gì cả như vậy thì thanh tịnh tâm đó chứ cảnh giới thanh tịnh tâm là cái gì Bạn nói rằng niệm Phật thanh tịnh tâm là không có một chút vọng tưởng à Bạn đi tìm hiểu hỏi hết tất cả các vị cao tăng thứ đi Nếu bậc nào là bậc niệm Phật thật sự Bạn hỏi hết đi Mà bây giờ bạn đi hỏi ai Thôi bạn đọc sách chư tổ Nhưng mà bạn đọc sách chư tổ có chừng bạn bỏ thời gian ra đọc không hiểu nữa Thôi tôi đọc rồi tôi nói bạn tính tình thôi Câu Phật hiệu này niệm đến một ngày nào gọi là có công phu Công phu là cái gì? Công phu là khi người ta đến chăm chích mình mà mình có thể nhịn được Đây gọi là công phu niệm Phật Và mỗi ngày niệm Phật khi vọng tưởng đến Mà chúng ta không có quan tâm vọng tưởng Mà chúng ta cứ niệm Phật ông Phật của mình Như vậy gọi là có công phu Công phu của kẻ phàm phu chúng ta như vậy là được rồi Đó gọi là nhất hướng chiên niệm Chiên là chỉ có chiên một câu Phật hiệu còn vọng tưởng đến chúng ta không có rẻ hướng Không có hướng đến ngoại duyên Mà chúng ta chỉ có niệm Phật gọi là chuyên niệm Phật <laughs> Chuyên niệm Phật là như vậy Chứ không phải là bạn ngồi im im Bạn ngồi bạn nhiếp tâm, bạn thanh tịnh tâm Bạn thanh tịnh, bạn thanh tịnh tâm được bao lâu? Bạn niệm một chút, bạn thanh tịnh tâm được một chút Bạn chấp vào chỗ đó, bạn không muốn làm cái gì hết bạn xây mặt vào tường vào vách như vậy thì bạn được bao lâu một thời gian có chừng ma dựa khoác cuồng đó mới biết hát mà tưởng đâu mình là ca sĩ lâu năm sao phải biết rằng mình là ca sĩ mới tập hát mới chập chững mình là người mới niệm phật chập chững thì chỗ đặc biệt nhất của mình là bình thường mà niệm Đừng có làm chuyện cao xa Đừng có làm chuyện cao xa gì cả Niệm Phật không có gì cao xa cả Không có gì cao xa nhưng niệm Phật lại an lạc Vì sao? Vì không có cái gì vúng biếu nặng nề căng thẳng cả thì an lạc chứ sao? Còn bạn thì mỗi ngày niệm Phật thì muốn nhiếp tâm vọng tưởng nhiều quá, niệm Phật mà quá vọng tưởng rồi Như vậy thì bạn chấp vọng tưởng chứ không phải là chấp danh hiệu Ai Di Đà Phật ngồi suy nghĩ đi nhiều người niệm phật nghe chỗ này quý vị phân tách ra suy nghĩ đi tại sao chúng ta niệm phật mà nặng nề gọi chán là do gì chúng ta niệm phật mà chấp vọng tưởng nếu quý vị mà không chấp vọng tưởng vọng tưởng đến kể nó nó là khách không mờ kể nó đây là tổ nói những đức nói lại khách không mờ mà đến kể nó ta cứ niệm phật a di đào phật a di Đà phật a di đào phật a di Đà phật a di Đà phật gặp người đứng nói chuyện với người người nói chuyện ta nghe họ nói chuyện họ nói chuyện tùm lum chuyện cả câu vật hiệu của chúng ta niệm cái gì kệ câu vật hiệu niệm cái gì nhưng tôi có danh từ phật từ tâm tôi cứ niệm cái miệng của tôi cứ ai di đào phật cái lỗ tai tôi cứ nghe họ nói chuyện cái miệng tôi cứ ai di đào, 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 đào phật lỗ tai cứ nghe họ nói chuyện tôi niệm phật lúc đó tôi làm sao nghe được câu vật hiệu tôi niệm mà tôi vẫn là dùng cái miệng niệm phật để làm chi để cái miệng này quen để cái miệng này quen niệm phật tại vì cảnh trần không thể nào đá đổ được nên phải tập quen cái miệng niệm phật nhưng quý vị biết rằng khi cái miệng niệm phật như vậy mà lỗ tai nghe nhưng mà do vì cái tâm của chúng ta thích niệm phật quá nên cái tâm chúng ta đã cấm vào câu vật hiệu rồi tuy lỗ tai nó vẫn nghe người đó nói chuyện nhưng quý vị biết rằng là cái tướng là cái tướng niệm phật còn cái cảnh nghe mà lời nói người đó là nó nhẹ hơn cái tâm chúng ta hướng đến Phật vì cái tâm hướng đến Phật nhiều quá nên chúng ta đã cấm cái tâm vào câu vật hiểu rồi còn lỗ tai là nhĩ căng là ngoại cảnh hướng đến bên ngoài nó nghe lời nói người đó nói để nó trả lời vài ba câu còn thật sự là trong tâm muốn niệm Phật bạn chờ ta thanh tịnh bạn mới niệm hay chừng nào bạn niệm được tôi thì cứ mót hoài vậy đó như là chuyện đùa chơi vậy đó. kệ đùa vào mỗi ngày an lạc đó à, ngồi bấm số niệm phật bấm như đùa chơi mỗi lưng nằm nằm xong ngồi dậy ngồi dậy xong đi vòng vòng niệm vậy mà được vài ba tiếng đồng hồ niệm phật thấy không còn bạn đi làm chuyện cao xa làm đi bạn thấy không tôi có làm gì đâu Phơ phới thấy chưa tiền cũng không thiếu cái gì cũng không thiếu cả thì vị thấy vô vớ rõ ràng không? Thật sự mà nói nói đây là dùng lời thô nhất luôn Một thời đi tu với những đức có ai bằng những đức cái vị đi tìm hiểu đi Là ngay chỗ nào chỉ có đúng một chỗ thôi Là những đức thích niệm Phật Chứ ngay chỗ này thôi à còn người ta cũng thích niệm Phật nữa mà người ta lại bỏ câu vật hiệu chạy đi ngoại duyên. Còn những đức là thích niệm Phật, thích ở một nơi à? Đó. Lời của Đại sư Ấn Quang ngày dạy á Phải tiêu trừ ngã mạng kiêu ngạo Tôi thì kiêu ngạo dẫy đầy Con từ từ đi con tiêu ăn tổ Thế gian này bây giờ nó ngã mạng dữ quá rồi Con ngã mạng luôn Tâm con con biết tổ à Nếu tổ sanh trong thời này con tin chắc Tổ cũng không phải là người bình thường đâu Chắc chắn luôn Thời này đã khác lời của tổ giáo hóa chúng sanh này Quý vị nếu có thể Ở một nơi 10 năm Thì quý vị sẽ thấy được Cái cảnh trần bây giờ Hướng dẫn chúng sanh bằng cách nào? Kiêu ngạo ngã mạn Nếu quý vị không có kiêu ngạo ngã mạn chút nào Thì quý vị đi đâu? Cắt một căn nhà chanh Ở trong đó một mình mỗi ngày niệm Phật Rồi nếu quý vị có muốn làm việc cho chúng sanh Thì chỉ có một cách Đó là quý vị kéo truyền hình mạng internet Mỗi ngày giảm pháp hướng dẫn chúng sanh Từ khi có duyên rồi mỗi ngày niệm Phật thôi Chúng ta không có ra vẻ một hình tướng kiêu ngạo ngã mạn Và ta đây lớn lối gì hết Còn nếu quý vị trong thời đại này Mà có một hội chúng nhất định là có một chút lớn lối lên Phải có Không có chỗ này không được Không có chỗ này chúng cũng lọn Cái thời đại này rất lạ như vậy vì họ bây giờ họ không hiểu quý vị Mà không có dám nói gì họ Thì họ leo lên đầu quý vị Rồi xong họ cào chùa này hết luôn Rồi mấy bà già này ở đâu Đó Vì thấy chưa Nên tôi thấy rằng tôi không cần ra vẻ Mà gọi là Hạ mình vậy chứ Cái duyên của tôi là Diễn kiêu ngạo ngã mạng luôn Kệ tôi tôi niệm phật mỗi ngày kêu ngạo ngã mạng nói chuyện lớn lối vậy được không? nếu quý vị kêu ngạo ngã mạn lớn lối mà diễn trò để kiếm danh kiếm tiền á quý vị thử nuôi mấy trăm bà già đi, quý vị mà làm gì mà kêu ngạo ngã mạn kiếm tiền cũng giúp được một số chúng sanh này đó, cuộc sống gì cũng cảm thấy có ý nghĩa rồi, chưa nói đến cái chỗ đời này giải thoát gì hết. nếu quý vị mà làm được như vậy, mỗi người mà làm như vậy thôi. Vậy thì những người già cơ nhở đã có nơi đương tựa rồi đúng không? Khỏi cần nói chuyện cao xa giải thoát gì chứ Làm thử đi Kiếm tiền, kiếm danh Rồi mỗi ngày nói chuyện Rồi tu với mấy bà già Tôi chỉ có kiếm tiền, kiếm danh thôi Kêu ngạo ngã mạng ta đây Vậy thôi vị thử làm đi Rồi mỗi ngày ở trong chùa không đi đâu chơi hết Không đi du lịch ở đâu hết Rồi ăn uống đơn giản nhất luôn Sống cùng với mấy bà già Uống một cái ly mũ mấy năm Phòng ở thì không có máy lạnh Không có thức ăn thức uống Chỉ mấy bộ đồ Một cái tủ uh, siêu qua siêu lại Một cái nhà vệ sinh đi cũng mừng lắm rồi Rồi quý vị Cứ là kiêu ngạo ngã mạng vậy đi Rồi lo mấy trăm bà già rồi quý vị sống vậy Sống với mấy bà Bây giờ những đức hỏi quý vị kiêu ngạo ngã mạng cái gì Nên từ nơi đó Cái diễn mà chúng ta hạ mình Thì Nhìn thấy tiếu lắm Chúng ta cứ ra thẳng với cái tâm của mình đi Mình cứ là vạch rõ ra đi Rồi mình cứ như vậy đi Nó đặc biệt lắm Còn nếu Ai vậy đạp Phật Ai gì đạo Phật chào các vị chúng con rất là ham mình nhưng mà trong tâm mình là cái gì trong tâm mình là cái gì trong đó trong tâm mình là ác ở trong đó trước mặt mình thì ai vậy là và sau lưng của mình thì móc dao ra đi chơi người ta như vậy thì quý vị là đại ác đó quý vị biết không mình cứ ra vẻ là kiêu ngạo ngã mạn gì đi dữ dằn gì đó với cõi trần này một số người á muốn hù dọi bị nó cũng không dám nữa nhưng mà trong tâm mình tự mình biết vì sao vì có mục tiêu giải thoát đã có mục tiêu giải thoát rồi Thì đi chơi ở đâu Ăn uống gì mà quan trọng Cuộc sống cảm thấy là có ý nghĩa nhất Là mỗi ngày niệm Phật thôi Phải nhớ Nên Đại sư Liên Trì Ngày có dạy một đoạn nè Thăng cặn minh sư cầu thiện trí thức Nhưng thiện trí thức thật ra sẽ không Miệng truyền tâm trao pháp môn bí mật Chỉ giúp người ta tháo dính mắt cỡ chối buộc mà thôi đó là bí mật ngày nay tám chữ chấp trì danh hiệu nhất tâm bất loạn chính là pháp môn tháo dính mắt cỡ chối buộc chính là con đường lớn để thoát ly sanh tử sáng niệm tối niệm đi niệm ngồi niệm 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 nói tiếp sẽ tự thành thành tam muội đừng tìm nơi nào khác nữa đó Tổ thứ 8 dạy thấy chưa Quý vị đi cầu thiện trí thức Đi cầu minh sư Tối ngày cứ đi tìm chỗ này Mà quên đi pháp môn tịnh độ Đi đứng nằm ngồi Mỗi ngày niệm Phật Đây là chỗ gỡ khuất mắt Cỡ trói buộc trong nội tâm Buồn khổ âu lo là câu vật hiệu mới cỡ được Đây là minh sư mà quý vị đã có sẵn rồi Mà mỗi ngày đi chạy tìm minh sư tìm thiện trí thức Để cỡ mở dùm tôi Mà cái khoác tu niệm hoặc thì không chịu niệm Bạn đã hướng đến ngoại cảnh Lấy dây buộc tâm càng nhiều Như vậy mà bạn muốn là cỡ những cái khuyền tối trong tâm Cỡ mở những phiền não trong lòng Làm sao được Tổ vậy đó quý vị thấy không Thiện trí thức là câu vật hiệu niệm mỗi ngày Mà tại sao bạn không niệm Bạn đi tìm, bạn đi hỏi thêm làm gì Người mà đi hỏi những đức những chỗ phiền não Mà họ nghe những đức nói chuyện rồi Họ đi hỏi những đức Những đức nói rằng tôi cũng không biết nói cái gì nữa Lúc này hỏi tại sao không biết nói cái gì hết Vì sao Vì cái gì nói đã nói hết rồi Không lẽ nói lại là niệm Phật đi Họ nói rằng câu này con nghe thầy nói nhiều lắm rồi Nhàm lắm rồi con muốn nghe câu khác kìa Thì những đức nói rằng tổ nói không có câu khác chỉ có một câu Phật hiệu mới cỡ được quyền tối trong tâm cỡ được quyền não trong lòng mà thôi tôi nói theo mà thôi chỉ có một câu vật hiệu mà tôi cũng thấy rõ ràng câu vật hiệu này niệm càng niệm càng vui tại sao không chịu niệm không chịu niệm hướng đến ngoại cảnh mà chạy đến đây hỏi tôi cái gì từ nơi đó người không thật thà niệm phật thì quyền não càng nhiều nên quý vị thật thà niệm phật đi nhất định phiền não gì cũng tiêu quá tuyệt vời bởi vì càng niệm phật càng hướng dẫn phật pháp quý vị thấy nó có một trọng lượng vô cùng những đức nói rằng người thiết pháp khỏi cần nghiên cứu chỉ cần niệm phật bảo đảm quý vị kinh giáo gì cũng có thể giảng được cả nhưng chúng ta chuyên niệm phật chỉ có một câu ai vật niệm đến cùng mà thôi quý vị nghe rất rõ ràng thấy chưa người hôm nay đi tìm tùm lum nơ hòa thượng tinh không giảng không biết bao nhiêu tập mà nói vẫn đi tìm ngài để hỏi ngài con phải tu pháp nào hòa thượng Lúc ở trên bàn giảng giảng là có long thần hộ pháp Chư Phật Bồ Tát gia trì Nghe mà không chịu làm mà đi hỏi duyên lẻ Không hiểu gì hết Lúc ngồi giảng như vậy là có sự hộ trì rất là lớn Vì đây là công chung Khi ngồi một mình là có cái chỗ nhượng bước hoặc là tùy duyên Nên không bằng là cái lúc mà giảng như vậy Nghe không chịu làm mà đi đến để gặp làm phiền ngài làm chí Đó. Nghe rất là rõ ràng Nên câu vật hiệu này phải niệm cho tốt nha quý vị Đây là cơ hội đó Các cụ già Cơ hội của các cụ đó Mấy chục năm làm vợ làm chồng Bây giờ cơ hội được giải thoát đó các cụ ơi Các cụ mà bước ra khỏi chỗ này Các cụ khó tìm một nhân viên nào hiện tại mà Bây giờ mà có một cái nhân viên này đó nghe các cụ Những đức nói đây không phải là mèo khen mèo dài đuôi đâu Mà mèo mà đi khen mèo chi Đúng không? Nên từ nơi đó các cụ phải biết rằng đây là chúng ta nói thật để các cụ nhận thức Phải hiểu biết, phải chọn lựa, phải suy nghĩ góc độ với sâu Các cụ những đức thấy được lắm rồi đó các cụ Các cụ cứ nghe lời những đức để những đức bất cứ cái gì những đức dọn dẹp đồ phòng ốc đồ các cụ đừng có buồn Các cụ cứ để những đức làm gì đi cho người sắp xếp đi, các cụ cứ nghe lời đi, các cụ sẽ thành công đặc biệt lắm đời này các cụ nhất định sẽ có chỗ thành công chỉ cần các cụ giữ có vật hiệu mà niệm là các cụ cơ hội thành công cao lắm thành công rất là cao đó các cụ oh. nên phải nhớ niệm con vật hiệu đến cùng nha ai gì đào phật Nguyện đem công đức này Hồn về không tất cả đệ tử và chung sanh đồng sanh về tịnh độ a à, di đà phật a à, di đà phật a à, di đà phật à, A di đà phật. 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 A di đà. A à, di đà Phật A à, di đà Phật

A à, Di Đà Phật A à, Di Đà Phật A à, Di Đà Phật